Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh phía Bắc sẽ tràn xuống và gây ảnh hưởng đến thời tiết tại Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với gió mạnh và sấm sét có thể đi kèm, nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ theo đó cũng giảm nhanh, trời chuyển rét ở phía Đông Bắc Bộ. Riêng phía Tây có nơi nhiệt độ cao hơn 25 độ. Khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng chuyển biến khi đới gió Đông Bắc kết hợp điều kiện địa hình đón gió. Trời có mưa rào và dông, tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần ở phía Bắc, trời chuyển lạnh khi nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới mức 25 độ. Đến các tỉnh Nam Trung Bộ, trời còn nắng nên nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì thời tiết tạnh giáo, có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trên 30 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ vẫn có nơi đạt mức 34-35 độ. Lưu ý là ban ngày trời nắng nóng, nhưng đến chiều tối mưa dông có thể xuất hiện cục bộ, kèm theo dông sét và gió giật nguy hiểm. Và từ chiều tối mai mưa sẽ có xu hướng gia tăng ở khu vực ven biển. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ tối và đêm nay, trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có gió Đông đến Đông Bắc. Từ ngày mai cũng có gió Đông Bắc mạnh hơn, phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, lốc sét và gió giật. Tối và đêm mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc 26 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, lốc sét và gió giật. Từ ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, lốc sét và gió giật. Phía Bắc đêm mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Riêng phía Bắc từ trưa và chiều mai mưa có xu hướng gia tăng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 29 độ, phía Nam cao hơn từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Từ tối và đêm mai trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tin thủy văn, thủy triều thấp, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông Đáy tại Ninh Bình, mực nước cao nhất ở mức 0,8 đến 1 mét, xuất hiện từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 20. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,1 đến 0,1 mét, xuất hiện từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1 đến 1,2 mét, xuất hiện từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 20.
Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,85 đến dưới 0,65 m, xuất hiện từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 21. Độ mặn cao nhất ở mức 5 đến 7 phần nghìn.